Diệp Thần hơi thở bạo tăng, nguyên khí đã khôi phục, thậm chí kinh mạch đan điền, linh khí cũng mau nổ đi ra, xương cốt rắc rắc sát vang dội, bắp thịt bạo tăng lên, phía trên gân xanh nổi lên, lực lượng dâng trào. Như vậy hung mãnh lực lượng, liền Dạ Hàn đều cảm thấy khiếp sợ. Vũ Hoàng Cổ Đế đang điều dưỡng, mở mắt thấy Diệp Thần mạnh mẽ, cũng là một hồi tim đập rộn lên. Ta muốn giết các ngươi. Diệp Thần tức giận, quanh thân hắc ám khí lưu bạo dũng, từng cái chim sơn ca, từ quanh người hắn trong hư không bay dọn ra, phát ra nghẹn ngào tiếng kêu. Hắn đỉnh đầu, có một ngôi sao, từ từ dâng lên. Ngôi sao này phẩm chất, so hắc diệu thạch còn muốn hắc ám, giống như hội tụ động lại ngàn vạn năm mực, chính là hắc dạ mệnh tinh. Làm hắc dạ mệnh tinh, lên tới trời cao sau đó, hào hùng hắc ám khí tức, khuếch tán ra, bầu trời ngay tức thì lâm vào hắc ám, giống như vĩnh đêm. Toàn bộ vạn khư thần điện địa giới, vậy nhất thời lâm vào một phiến đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Mới vừa luân hồi trận doanh và vạn khư trận doanh, kịch liệt tiếng đánh nhau, rất nhanh liền ngưng. Bởi vì ở hắc ám bên trong, ai cũng không thấy được ai, không biết là địch hay bạn. Hắc dạ mệnh tinh phóng thích ra hắc ám, đặc biệt quỷ dị, mang theo loại nào đó sương mù vậy nguyên thế chấp, có thể cản ngăn người cảm giác lực. Tất cả người cũng cảm thấy mình thành một tòa cô đảo, coi như đứng bên người có người, cũng không cách nào cảm nhận được với nhau hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể. Rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng không cách nào cảm ứng được đối phương một chút hơi thở. Mới vừa vẫn là hỗn loạn chém giết phản khư, lập tức an tĩnh. Diệp Thần hơi thở, vậy hoàn toàn không cảm ứng được, thật giống như vô căn cứ biến mất vậy. Ở giữa thiên địa, duy nhất quang minh, chính là viên kia hắc dạ mệnh tinh. Hiển hiện ra chói lọi, như kim loại đá vậy lạnh như băng. Rõ ràng là quang, nhưng mọi người ngẩng đầu nhìn thời điểm, nhưng cảm thấy so hắc ám còn đen hơn ám. Luân hồi chi chủ, ngươi lăn đi nơi nào? Dạ Hàn lớn uống, phá vỡ yên lặng. Hắn đã chuẩn bị xong, chịu đựng Diệp Thần lửa giận cùng cừu hận. Hắn vậy tin tưởng, theo dựa vào chính mình thực lực, coi như Diệp Thần lấy được Diệp Tà Thần trợ lực, cũng không thể tùy tiện chiến thắng hắn. Nhưng nào nghĩ tới, Diệp Thần đang phát ra một câu lời độc ác sau đó, gọi ra hắc dạ mệnh tinh, liền lập tức ẩn độn đứng lên, không biết tung tích, thật giống như từ một đầu nổi điên dã thú, đột nhiên biến thành ẩn núp ở trong bóng tối sát thủ, làm người ta rợn cả tóc gáy. Liền liền cửu vĩ, ở hắc ám bên trong, đều cảm thấy bất an, phát ra trầm thấp tiếng kêu. Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, đứng dậy, cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn tuy có thiên tội kiếm trận bảo vệ, nhưng trong lòng vẫn là từng cơn phát mao. Thiên tội cổ kiếm nếu như chỉ là cầm tới phòng thân, sẽ không tiêu hao nhiều ít linh khí, nhưng đánh ra giết hại nói, tiêu hao đúng là 10 phần to lớn, Vũ Hoàng Cổ Đế là không tiêu hao nổi. Nhưng, chỉ làm phòng thủ, thì như thế nào phòng được trong bóng tối Diệp Thần? Cũng không ai biết, Diệp Thần ẩn núp ở địa phương nào. Liền liền Ngụy Dĩnh, Thần Độ Uyển Nhi, Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết các người, cũng bắt không tới Diệp Thần chút khí tức nào. Không thể không nói, cái này hắc dạ mệnh tinh, đen nhánh vĩnh đêm bao phủ, đơn giản là giọt nước không lọt. Không ra đúng không, vậy ta trước hết cầm phụ nữ của ngươi giết. Dạ Hàn nắm chặt chuôi kiếm, gặp Diệp Thần từ đầu đến cuối không có phát hiện thân, trong mắt cũng là lướt qua một chút sát khí. Hắc ám bên trong, hắn cái gì vậy không thấy được, vậy bắt không tới bất kỳ khí tức gì. Nhưng hắn còn nhớ, mới vừa đâm bị thương Huyền Hàn Ngọc, đối phương trọng thương ngã xuống đất vị trí. Khi theo trước trong trí nhớ phương hướng, Dạ Hàn một kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí, suy đích một tiếng, ở trong bóng tối vạch qua, liền hướng Huyền Hàn Ngọc chém tới. Keng! Nhưng, hắn một kiếm này, nhưng là bị người đỡ được. Chặn người, chính là Diệp Thần không sai. Diệp Thần hơi thở, ở trong bóng tối bại lộ, luân hồi kim quang hiện ra. Liền hắc dạ mệnh tinh đều không thể che phủ. Tất cả người, đều thấy được Diệp Thần bóng người. Dạ Hàn đại hỉ, nói, thằng nhóc ngươi, giả thần giả quỷ, đáng chết. Hắn lúc này cưỡi cửu vĩ, khua kiếm ám sát hướng Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt yên lặng, không nói một lời, giơ kiếm đón đỡ. Đinh đinh đinh. Hai người ở một cái chớp mắt tới giữa, không biết giao phong nhiều ít kiếm. Dạ Hàn rõ ràng cảm giác được. Diệp Thần hơi thở trở nên yếu đi, tối đa chỉ có mới vừa 80% lực lượng, muốn đến là triệu hoán hắc dạ mệnh tinh tiêu hao. Nhưng,
Diệp Thần khí vận nội tình, so với mới vừa thâm hậu rất nhiều, giống như có địa mạch gia trì. Dạ Hàn biết, đây là Hắc Dạ mệnh tinh chiếu sáng, sáng tạo ra một cái vĩnh đêm thế giới, ngang hàng là Diệp Thần mình mở ra thế giới, cho nên có địa mạch gia trì. Ngụy Dĩnh và thân Đỗ Uyển Nhi, thấy Diệp Thần đã hiện thân, lập tức cầm kiếm phi thân lên, cùng Diệp Thần một đạo, đối chiến Dạ Hàn. Dạ Hàn lấy một địch ba, cảm thấy to lớn áp lực, hừ một tiếng, nói còn muốn người nhiều khi dễ người ít, thật lấy là ta không thể giết ngược. Hắn thúc giục thiên bia bên trên, toát ra từng trận cổ xưa ánh sáng rực rỡ, đi qua thiên cơ năm tháng, chậm rãi lại hiện ra. Cổ xưa thiên cơ, hạ xuống hậu thế, năm tháng thiên nghịch, rơi. Dạ Hàn cả người linh khí toàn bộ bùng nổ, ngón tay bắn liên tục, đạo đạo pháp quyết đánh vào thiên bia phía trên. Mới vừa đối chiến Diệp Tà Thần bốn người thời điểm, hắn không dùng toàn lực, nhưng bây giờ đối phó Diệp Thần, hắn là trực tiếp toàn lực thi triển, toàn lực thúc giục thiên bia. Vù vù, thiên bia chấn động đứng lên, phía trên cổ xưa năm tháng hình ảnh, nghịch chuyển thời gian sông dài, xuất hiện ở Diệp Thần, Ngụy Dĩnh, thân Đỗ Uyển Nhi ba trước mặt người. Vậy một bức tranh, đặc biệt cổ xưa, ghi lại hai đại thiên đế, kịch chiến chém giết tình cảnh. Vậy hai đại thiên đế, hiển nhiên là vì tranh đoạt thiên bia, cho nên chém giết kịch đấu, bởi vì thiên bia đang đứng ở chiến đấu trung tâm vòng xoáy. Chàng này kịch đấu hình ảnh, bị thiên bia ghi xuống, hôm nay bị Dạ Hàn thả ra ngoài. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, lấy làm kinh hãi, lúc đầu trong hình hai cái thiên đế, chính là Cốt Thiên Đế và Vũ Thiên Đế. Năm đó Vũ Thiên Đế, phong hoa tuyệt đại, cũng không từng có nửa điểm bị uy hiếp hình dáng, trong giơ tay nhấc chân, lộ ra nữ đế đời đầu phong độ. Cốt Thiên Đế cùng Vũ Thiên Đế đối chiến, rõ ràng không địch lại. Nhưng, hai đại thiên đế kịch chiến, bộc phát ra kinh thiên va chạm, vạn nặng đợt khí, ánh đao kiếm ảnh, vô số thần thông võ đạo sát phạt, lại là vượt qua năm tháng sông dài, đột phá thiên địa quy luật, hướng Diệp Thần chút xuống đi ra. Đây là Dạ Hàn thủ đoạn, hắn lại lợi dụng thiên bia làm môi giới, đem cổ xưa chiến đấu hình ảnh, lần nữa bày ra, cũng để cho Cốt Thiên Đế và Vũ Thiên Đế chiến đấu đợt khí, chút xuống đến Diệp Thần trên mình. Cho dù có thực tế phép tắc hạn chế, hai đại thiên đế kịch liệt chiến đấu, bộc phát ra uy áp, đánh vào đến Diệp Thần trên mình, tại chỗ liền để cho hắn cả người xương đều gãy, máu tươi ói như điên, ngã nhào trên đất. Diệp Thần, Ngụy Dĩnh, thân Đỗ Uyển Nhi các người thấy vậy, nhất thời hoảng hốt, không nghĩ tới Dạ Hàn còn có loại thủ đoạn này. Cốt Thiên Đế và Vũ Thiên Đế, kết thúc chiến đấu. Khối này thiên bia, cuối cùng rơi vào Vũ Thiên Đế trong tay. Ha ha ha, thằng nhóc, chịu chết đi. Dạ Hàn ngửa mặt lên trời cười to, tuy nói hai đại thiên đế chiến đấu đã kết thúc, nhưng Diệp Thần đã gặp bị nghiêm trọng đánh vào, hiện tại trọng thương ngã xuống đất, chính là hắn ra tay chu diệt lớn thời cơ tốt. Lập tức, Dạ Hàn cưỡi cửu vĩ, trong tay cầm kiếm, trên thân kiếm nổ lên cuồn cuộn mộ đạo đợt khí, phá không chém chết hướng Diệp Thần. Diệp Thần dưới trọng thương, nhưng là không sợ chết, trong mắt tinh mang chớp động, một cái xoay mình bắn lên, bước chân đạp một cái, lại đón Dạ Hàn kiếm thế, nâng kiếm liều chết xung phong đi lên. Thiên đấu đại đồ kiếm, phá cho ta. Diệp Thần cuồng quát một tiếng, cả người máu tươi cũng bốc cháy, trên mình tuôn ra oanh oanh đợt khí. Kiếm trong tay toát ra một cổ kinh khủng tàn sát hơi thở, đó là chí cao tàn sát kiếm ý, đồ sát thiên diệt, là trong truyền thuyết thiên đấu đại đồ kiếm. Cái này thiên đấu đại đồ kiếm, có thể nói là Diệp Thần mạnh nhất một trong những lá bài tẩy, coi như là khỏe hẳn trạng thái, hắn thi triển thiên đấu đại đồ kiếm, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Hiện tại hắn trọng thương, lại còn vận dụng thiên đấu đại đồ kiếm, vậy cùng tự tìm cái chết xong hết rồi. Diệp Thần thân thể đang kịch liệt cháy, máu thịt điên cuồng thiêu đốt, lực lượng như thác vải chút xuống, thiên đấu đại đồ kiếm uy lực, cũng là bùng nổ đến mức tận cùng. Thằng nhóc, người điên rồi. Dạ Hàn thấy Diệp Thần như vậy không sợ chết hình dáng, nhất thời thất kinh. Diệp Thần kiếm thế mãnh liệt, nhưng cả người máu thịt đang cháy, làm mũi kiếm của hắn, đâm tới Dạ Hàn trước mặt lúc đó, máu thịt của mình, đã hoàn toàn cháy hết, cả người biến thành một bộ xương khô cái khung. Chỉ có con ngươi còn có hai đốt lửa diễm đang nhảy nhót. Dạ Hàn thấy Diệp Thần thiên đấu đại đồ kiếm giết tới, vội vàng đĩnh kiếm ngăn cản. Nhưng, căn bản không dùng. Thiên đấu đại đồ kiếm, uy lực quá kinh khủng, đây là bình thường suy luận hạ, cường đại nhất một kiếm. Dạ Hàn kiếm,
ngay tức thì liền bị đánh bay. Đã biến thành một bộ xương khô cái giá Diệp Thần, kiếm trong tay như cũ chứng chạc bá đạo, mang đồ sát thiên diệt đất thở mạnh thế, phốc xích một tiếng, một kiếm xuyên qua Dạ Hàn ngực. Dạ Hàn ngực bị xuyên qua, ngũ quan nhất thời vặn vẹo, thân thể run lên, liền từ cửu vĩ sống lưng trên, rơi xuống, từng ngụm ho trước máu tươi. Cửu vĩ gặp chủ nhân trọng thương ngã gục, hu hu rên rỉ, cúi đầu nhẹ nhàng kề bên Dạ Hàn. Mà Diệp Thần đâm ra một kiếm này, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, còn người ngọn lửa tắt, đã là khô lâu cái giá thân thể, phịch đích một tiếng nổ tung, nghiền thành đầy đất màu trắng mảnh xương vụn. Không muốn sống nữa, tiểu tử. Liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng muốn giết ta. Đáng tiếc, ta là thiên đế, nội tình thâm hậu rất, người muốn giết ta, còn không cái này tư cách. Dạ Hàn cười gằn, tuy bị thương rất nặng, nhưng hắn cũng chưa chết. Hoặc là nói, mới vừa gặp phải Diệp Thần một kiếm ám sát, hắn đã chết ngàn vạn lần, nhưng hắn là thiên đế, có vô số cái thời gian tuyến, chỉ cần còn dư lại một cái thời gian tuyến bất diệt, hắn đều sẽ không chân chính tử vong. Dạ Hàn phỏng đoán, bản thân có một nửa thời gian tuyến, bị Diệp Thần chém chết, đạo tâm bị long đong, giá phải trả cực kỳ to lớn. Nhưng Diệp Thần cũng bị đã tiêu hao hết lực lượng, máu thịt cháy hết, xương cốt nổ tung, hoàn toàn chết đi, vậy dĩ nhiên là Dạ Hàn kiếm. Dạ Hàn nhìn Diệp Thần mảnh xương vụn, nội tâm nhưng khó hiểu hỗn loạn. Diệp Thần, thật đã chết rồi sao? Làm sao bầu trời hắc dạ mệnh tinh, còn ở treo? Ở đêm tối bao phủ hạ, hắn không cách nào bắt được Diệp Thần thiên cơ, cũng không xác định Diệp Thần có phải là thật hay không chết. Ngụy Dĩnh, Thần Đồ Uyển Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Già Thiên Ma Đế các người, còn có toàn trường luân hồi trận doanh các võ giả, thấy Diệp Thần chết đi, thành đầy đất mảnh xương vụn, tất cả mọi người đều sợ hãi kinh hô lên, có người kêu thê lương thảm thiết, đau buồn gào khóc. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy một màn này, ngơ ngác xuất thần, không dám tin tưởng Diệp Thần thật đã chết rồi. Hắn liền chết như vậy. Chàng này quyết chiến, là ta Vạn Khư thắng. Vũ Hoàng Cổ Đế mờ mịt, chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Ai nói ngươi Vạn Khư thắng? Vừa lúc đó, một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng, từ trong bóng tối vang lên. Rồi sau đó, liền thấy một người thanh niên nam tử, cả người kim quang bùng nổ, từ trong bóng tối sải bước ra, chính là Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, thần mang vạn nặng, khí thế kinh thiên, con mắt trái nhưng là ma khí lượn lờ, có tầng tầng cổ xưa hoa văn trồng, tản mát ra cực hạn khí tức tử vong. Đó là quyết tử ma nhãn. Ở quyết tử ma nhãn tầm mắt bao phủ hạ, Vũ Hoàng Cổ Đế quanh thân kiếm trận bảo vệ, đang nhanh chóng băng diệt. Cho dù là thiên tội cổ kiếm bảo vệ, cũng không ngăn nổi quyết tử ma nhãn sát khí. Đôi mắt này vừa bắt đầu, thiên địa vạn vật, đều phải chết đi. Không nghi ngờ chút nào, mở quyết tử ma nhãn, Diệp Thần giá phải trả là to lớn. Hắn con mắt trái đang chảy máu, một cái huyết tuyến dọc theo gò má trượt rơi xuống, để cho hắn cả người nhìn như đều có điểm dữ tợn, như từ trong địa ngục đạp đi ra ngoài ác ma. Ngươi còn sống. Đó không phải là ngươi phân thân. Vũ Hoàng Cổ Đế ra đầu tê dại, nhìn vậy tán rơi xuống đất mảnh xương vụn, tại chỗ hét sầm lên, trong nháy mắt liền biết rõ. Mới vừa cùng Dạ Hàn tác chiến Diệp Thần, căn bản không phải Diệp Thần đây, mà là hắn Thanh Liên phân thân. Diệp Thần đây, đã sớm ẩn núp, cùng đợi cơ hội ra tay. Ở hắc dạ mệnh tinh che giấu hạ, Diệp Thần hết thảy mưu đồ, thiên cơ nhân quả, cũng che giấu ở hắc ám bên trong, bất kể là Dạ Hàn, vẫn là Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng không có phát hiện chút nào đầu mối. Thậm chí, cực hạn hắc ám, còn mơ hồ trở ngại bọn họ năng lực suy tính, đưa đến bọn họ đối với thế cục phán đoán, xuất hiện sai lầm. Đáp đối. Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng, hắn Thanh Liên phân thân, khi lấy được ân làm thật cung cấp tài nguyên sau đó. Thực lực đã thật to cường hóa, coi như đối mặt Dạ Hàn, cũng có sức đánh một trận. Mới vừa Diệp Thần điều khiển Thanh Liên phân thân, cùng Dạ Hàn tỉ thí, trực tiếp đã tiêu hao hết phân thân tất cả năng lượng, thi triển thiên đấu đại đồ kiếm, vậy để cho hắn bản thể tinh thần, gặp to lớn cắn trả vết thương. Nhưng, có thể đánh bại Dạ Hàn, làm hắn trọng thương, Diệp Thần bỏ ra, là hoàn toàn đáng giá. Hôm nay, hắn bản thể, từ trong bóng tối bước ra, một cái ánh mắt, liền để cho Vũ Hoàng Cổ Đế hộ thân kiếm trận, hoàn toàn vẫn diệt. Không thể không nói, quyết tử ma nhãn uy lực, đích xác là lợi hại. Đáng chết tiểu tử, cho ta chết.
Vũ Hoàng Cổ Đế sợ hãi, trong lòng nổi lên tuyệt vọng, ở tuyệt đối sợ hãi cùng tuyệt vọng hạ, hắn bộc phát ra tức giận chiến ý, huy động thiên tội cổ kiếm, bén kiếm mang bạo giết ra, chém thẳng Diệp Thần. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, thong thả, vận chuyển quyết tử ma nhãn, cực hạn tử vong sát khí gào thét ra. Thiên tội trên cổ kiếm bộc phát ra kiếm mang, lại là ngay tức thì bị nghiền diệt. Tuy nói thanh kiếm này, là thần chí cao khí, sẽ không dễ dàng bị quyết tử ma nhãn hủy tổn thương, nhưng thanh kiếm này bộc phát ra kiếm khí, nhưng là không ngăn được quyết tử ma nhãn nghiền ép. Vũ Hoàng Cổ Đế sợ ngây người, ở quyết tử ma nhãn dưới áp chế, hắn thiên tội cổ kiếm, hoàn toàn không phát huy ra uy lực, thật giống như thành sắt vụn. Chư thần hoàng hôn, vạn pháp mất đi. Diệp Thần ngâm sướng lên tới, hai tay kết ấn, hoàng hôn huy quang, từ trong tay hắn dòng nước chảy ra, bao phủ hướng Vũ Hoàng Cổ Đế. Vũ Hoàng Cổ Đế là đại khí vận người, tu vi lại đạt tới thần đạo cảnh tầng thứ hai, muốn giết chết hắn mà nói, dựa hết vào quyết tử ma nhãn là không đủ, dẫu sao đôi mắt này lực lượng, cũng có cực hạn. Cho nên, Diệp Thần thi triển ra chư thần hoàng hôn, cùng quyết tử ma nhãn dung hợp, sát khí ngút trời. Kinh khủng hoàng hôn kết giới, ở Vũ Hoàng Cổ Đế dưới chân toát ra, tử vong cùng suy diệt hơi thở, như rắn độc vậy quấn quanh đến trên người hắn, cực kỳ khủng bố. Vũ Hoàng Cổ Đế sợ hãi, nội tâm lại cảm thấy mệt mỏi, thật giống như một cái đi về phía hoàng hôn cụ già, đầu mơ màng trầm trầm, muốn buồn ngủ. Hắn biết, mình một khi ngủ đi, liền lại cũng không có tỉnh lại cơ hội, phải vĩnh viễn mai táng ở hoàng hôn bên trong, lâm vào là một bồi đất vàng. Không. Vũ Hoàng Cổ Đế cắn răng nghiến lợi, giơ kiếm hướng Diệp Thần đâm tới, muốn phải phản kích. Nhưng, ở chư thần hoàng hôn bao phủ hạ, hắn đúng như một cái tuổi xế chiều cụ già, kiếm trong tay chậm chạp, không có một chút mũi nhọn có thể nói. Bót. Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, trở tay một cái tát, phiến ở Vũ Hoàng Cổ Đế trên gương mặt. Ngươi chỉ chút này khí lực. Diệp Thần cười. Vũ Hoàng Cổ Đế gương mặt, nhất thời sưng lên liền một cái đỏ bừng trưởng ấn, kiếm trong tay rớt xuống đất. Thấy một màn này, toàn trường người đều sợ ngây người. Dạ Hàn mặt đầy kinh ngạc, một cổ khí lạnh từ bàn chân dâng lên, thẳng xông lên thiên linh cái. Hắn không nghĩ tới, mới vừa cùng hắn quyết chiến, chỉ là Diệp Thần phân thân thôi. Hắn càng không có nghĩ tới, Diệp Thần bản thể, còn có ngang ngược như vậy sức chiến đấu, thi triển lá bài tẩy, ung dung liền nghiền ép Vũ Hoàng Cổ Đế. Luân hồi trận doanh các võ giả, cũng là sợ ngây người. Bọn họ mới vừa còn lấy là, Diệp Thần đã chết, nào nghĩ tới Diệp Thần còn sống, còn như vậy bá đạo hiện thân đi ra, nghiền ép hết thảy. To lớn xoay ngược lại, để cho tất cả mọi người đều rung động được không nói ra lời. Ho! Vũ Hoàng Cổ Đế ho ra máu tươi, thân thể bị Diệp Thần chân đạp, cả người không cách nào nhúc nhích. Trên mặt hắn, trên mình, trên da, dần dần xuất hiện sâu sắc nếp nhăn, đó là chư thần hoàng hôn, mang cho hắn mải mòn. Ta phải chết. Vũ Hoàng Cổ Đế nội tâm toát ra một cái ý niệm, lại không có cảm thấy khủng hoảng, chỉ cảm thấy vô tận mệt mỏi, giống như một cái cụ già gần đất xa trời, đã sớm đang đợi sau cùng tử vong. Chư thần hoàng hôn lực lượng, liền cường đại đến tình cảnh này, mài mòn thân xác, phai mờ đạo tâm, để cho thần minh đi về phía khô cằn, để cho hết thảy vĩ đại tồn tại, cũng đi về phía hoàng hôn chương kết. Mắt xem Vũ Hoàng Cổ Đế, thì phải khô cằn mà chết, nhưng lúc này, bầu trời bên trong, bỗng nhiên truyền ra một hồi nổ thật to, như sấm nổ đùng, như trời vỡ bạo, như cổ thần gầm thét, cương phong kích động, khí lưu xoay tròn. Từng vì sao, ở bóng tối trong bầu trời đêm nổi lên. Những ngôi sao kia, mơ hồ núi liền cấu trúc thành một bức tròm sao đồ đằng, mặt ngoài như người hình, là một cái đầu mang quan miện đế hoàng, thô bạo phi phàm. Cái này tròm sao đồ đằng vừa xuất hiện, Diệp Thần liền cảm thấy, mình hắc dạ mệnh tinh hơi thở, đều bị áp chế xuống. Vậy tròm sao ánh sao chiếu dọi xuống tới, như mang theo đế hoàng quân chủ sát ý, bạo giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần rên lên một tiếng, lập tức lui về phía sau, tránh vậy ánh sao bắn chết. Bên kia Dạ Hàn, thấy bầu trời tròm sao, sắc mặt ngay tức thì liếc, lộ ra kinh hoàng kiêng kỵ thần sắc, kinh hô. Đế hoàng tròm sao? Chu Võ Hoàng. Diệp Thần nghe Dạ Hàn kêu lên, mơ hồ tới giữa, vậy bắt được cổ xưa thiên cơ, dòm ngó thấy một đoạn truyền thuyết lâu đời. Ở không không lúc nào không, có tám đại tròm sao truyền thuyết. Cái này tám đại tròm sao,
đều là thuộc về 33 thiên thần thuật, sau lưng có thiên địa tinh không, chí cao đại đạo khí tức thần bí, mỗi một cái chòm sao, đều là hàm chứa mênh mông khó lường thiên uy. Đế hoàng chòm sao, là tám đại chòm sao một trong. Lớn Chu gia tộc gia chủ Chu Mục Thần, là đế hoàng chòm sao lúc ban đầu người chấp trưởng, nhưng chính hắn không xưng đế, mà là ẩn cư ở phía sau màn, sáng tạo ra đà đế cổ thần, đem đà đế cổ thần đẩy lên chí cao thiên đế ngai vàng. Thẳng đến ngày hôm nay, lớn Chu gia tộc cũng truyền thừa đế hoàng chòm sao đạo thống. Cái này đế hoàng chòm sao vừa ra, thì có thiên đế thần hoàng khí thêm thân, tinh không lực hội tụ, một đạo đế hoàng ánh sao, liền có thể nghiền diệt vạn trần, quả thực là lợi hại vô cùng, bá đạo dị thường. Vù vù, bầu trời bên trong, đế hoàng chòm sao ánh sao hỗn loạn, hiển hóa ra một cái thiếu niên người bóng người. Vậy trong tay thiếu niên cầm kiếm, chán bất phàm, ở đế hoàng chòm sao nổi bật hạ, đúng như một cái thiếu niên thiên tử, chấp trưởng thiên hạ đế hoàng vậy, tự có một cổ ngạo nghễ lăng lệ chi khí, đang là đại Chu gia tộc thiếu gia, Chu Võ Hoàng. Diệp Thần vừa nhìn thấy Chu Võ Hoàng, đủ loại thiên cơ dòm ngó gặp, cũng biết đối phương muốn cứu đi Vũ Hoàng cổ đế. Cái này sau lưng, là đại Chu gia tộc mưu đồ, là Chu Mục Thần muốn giữ được Vũ Hoàng cổ đế tánh mạng. Dẫu sao đà đế cổ thần, là Vũ Hoàng cổ đế tương lai thân, hai người tới giữa, Vũ Hoàng cổ đế mới là căn nguyên. Nếu như Vũ Hoàng cổ đế chết, sẽ liên lụy đến đà đế cổ thần, tiếp đó liên lụy đà đế thiên tông, thậm chí còn kéo sập toàn bộ lớn Chu gia tộc. Quả nhiên, Chu Võ Hoàng cầm kiếm lăng không rơi xuống, một kiếm chém chết hướng Diệp Thần. Diệp Thần khua kiếm đón đỡ. Đương một tiếng. Hai kiếm giao phong, Diệp Thần bị đẩy lui ba bước. Ở đế hoàng chòm sao ra chỉ xuống, Chu Võ Hoàng lực lượng, cường đại dị thường, Diệp Thần nhất thời cảm thấy khó giải quyết. Nhưng, Chu Võ Hoàng cũng không có tiếp tục chiến đấu, ở một kiếm đẩy lui Diệp Thần sau đó, lập tức trở về thân nắm lên Vũ Hoàng cổ đế. Nhìn suy đồi tuổi xế chiều, gần đất xa trời Vũ Hoàng cổ đế, Chu Võ Hoàng lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, nói, Vũ Hoàng cổ đế, ngươi làm sao luân lạc thành cái bộ dáng này? Nếu không phải lão tổ kêu ta tới cứu ngươi, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Nhớ, là ta lớn Chu gia tộc cứu ngươi, là ta Chu Võ Hoàng cứu ngươi, ngươi sau này có thể thật tốt hảo báo đáp, ha ha. Vũ Hoàng cổ đế thần sắc chán nản, lúc này hắn đã mau đèn cạn dầu, cũng không lực trả lời, chỉ gật đầu một cái. Chu Võ Hoàng liền muốn mang Vũ Hoàng cổ đế rời đi, nhưng hắn ánh mắt, lại không nhịn được hướng Dạ Hàn nhìn lại. Hai người bốn mắt giáp nhau, như có vô tận sóng gió kinh hoàng sôi trào. Hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại ân oán, Chu Võ Hoàng sắc mặt, đổi được vô cùng âm trầm. Năm đó, nếu như không phải là bởi vì Dạ Hàn, trộm đi đà đế thiên tông đại lượng tài nguyên, đưa đến hắn tu luyện không có cách nào tiếp tục, đình trệ ở thiên đế cấp 5, hắn cũng sẽ không bị buộc từ chém tu vi, lần nữa từ thần đạo cảnh bắt đầu tu luyện. Nếu như ở không không lúc nào không, Dạ Hàn là thiên đế, hắn là hạ vị thần, đó là tuyệt đối không dám đối kháng, chỉ có thể bao đi. Nhưng ở chỗ này, Dạ Hàn thực lực, cũng bị hạn chế đến thần đạo cảnh. Cái này để cho được Chu Võ Hoàng, thấy được báo thù giết hại cơ hội. Dạ Hàn, ngươi lấy là bầy nhân quả luật, là có thể ngăn được ta. Ngươi dám đến thế giới hiện thật, chính là cho ta giết ngươi cơ hội. Chu Võ Hoàng ánh mắt xâm nghiêm, lập tức một kiếm phá không hướng Dạ Hàn gai đi giết. Dạ Hàn bộ dạng sợ hãi, hắn mới vừa cùng Diệp Thần kịch chiến, bị thương nặng, một thời gian nửa tiếng tuyến cũng tiêu diệt, giá phải trả thảm trọng, hôm nay lại đối mặt Chu Võ Hoàng tập sát, nhất thời cảm thấy khó mà đối kháng. Thiên bia, cho ta ngăn trở. Nguy cấp bên trong, Dạ Hàn thúc giục dậy thiên bia, làm là tấm thuẫn, đinh một tiếng, chặn lại Chu Võ Hoàng một kiếm. Ha ha ha, cái này thiên bia, ngươi cũng xứng chấp trưởng. Chỉ có ta lớn Chu gia tộc, đế hoàng chòm sao ngài chúa tể, mới có tư cách nắm trong tay thiên bia. Cái này thiên bia, quay về ta. Chu Võ Hoàng một tiếng quát lạnh, phát ra một cái nhân quả luật, muốn đoạt lấy thiên bia. Thoáng chốc tới giữa, Dạ Hàn cũng cảm giác được, thiên bia thoát khỏi mình khống chế, hô đích một tiếng, bay rơi xuống Chu Võ Hoàng trong tay. Chu Võ Hoàng bắt được thiên bia, lại là hăm hở, lại khua kiếm đâm ra, muốn đánh chết Dạ Hàn trả thù. Cửu vĩ, đi mau, đi mau. Dạ Hàn dưới trọng thương, hoàn toàn không dám đối kháng, vội vàng thúc giục cửu vĩ thoát đi. Cửu vĩ ô minh một tiếng,
liền trở Dạ Hàn, quay đầu chạy trốn. Chu Võ Hoàng muốn đuổi giết, nhưng trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, như có sấm rền nổ vang. Lão tổ Chu Mục Thần thanh âm, tựa như lại vang vọng ở hắn bên tai. Chu Mục Thần nói qua, lần này hạ xuống thực tế, chỉ là cứu Vũ Hoàng cổ đế, quyết không thể dính quá nhiều nhân quả. Bởi vì đạo tông cử hành đại lộ tranh phong thi đấu, lập tức phải bắt đầu, một khi nhân quả dính quá nhiều, ở tranh phong thi đấu bên trong, vô cùng bất lợi. Chu Võ Hoàng gương mặt vặn vẹo, vẫn là muốn đuổi theo giết Dạ Hàn, nhưng Chu gia lão tổ ý chí, nhưng ở trong chỗ U Minh ngăn trở hắn. Lão tổ, Chu Võ Hoàng cắn răng nghiến lợi, như thế chỉ hoãn một tí, Dạ Hàn đã cưỡi cửu vĩ, xa xa thoát đi, không gặp bóng dáng, hắn muốn đuổi theo cũng không được. Đáng chết, Chu Võ Hoàng nội tâm tức giận, nhưng vậy không thể làm gì khác hơn là nắm Vũ Hoàng cổ đế, chuẩn bị trở lại không không lúc nào không. Tuy nói bị Dạ Hàn chạy mất, nhưng hắn lấy được rồi thiên bia, như vậy trọng bảo, chỗ tốt thật là không cách nào tưởng tượng to lớn. Diệp Thần gặp Chu Võ Hoàng phải đi, cười lạnh nói, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật làm ta luân hồi trận doanh không người. Vù vù, Diệp Thần không để ý giá phải trả, quyết tử ma nhãn vận chuyển, kinh khủng khí tức tử vong tuôn ra, trên bầu trời đế hoàng tròm sao, nhất thời tan vỡ, từng vì sao, hóa thành vẫn thạch rơi xuống. Ừ, Chu Võ Hoàng rên lên một tiếng, đế hoàng tròm sao tiêu diệt, nhất thời để cho hắn được không thiếu cắn trả. Ha ha, luân hồi chi chủ, người quyết tử ma nhãn, quả thật là lợi hại. Ta không đánh với ngươi, cùng ngươi tới không không lúc nào không, chúng ta đánh lại, cáo từ. Chu Võ Hoàng cười một tí, nhìn Diệp Thần ánh mắt thời điểm, hắn tâm lý cảm thấy có điểm phát mao. Cho dù là hắn, đối mặt quyết tử ma nhãn, cũng cảm nhận được sợ hãi sâu đậm. Coi như hắn bị áp chế, còn có thần đạo cảnh thực lực, cũng không dám chính diện cùng Diệp Thần quyết chiến, chỉ muốn mang Vũ Hoàng cổ đế và thiên bia rời đi. Vù vù, một cái ánh sao xếp thành thiên lộ, từ bầu trời cuối kéo dài xuống. Chu Võ Hoàng mang Vũ Hoàng cổ đế, bước lên thiên lộ, sẽ phải rời khỏi. Cho ta lăn xuống tới. Diệp Thần ánh mắt rét lạnh, quyết tử ma nhãn sát khí mãnh liệt. Vậy cái ánh sao thiên lộ, rắc rắc một tiếng, ngay tức thì liền sụp đổ hội diệt. To lớn đau đớn, từ con mắt trái truyền tới, Diệp Thần cảm giác mình mau mù rớt, đây là thi triển quyết tử ma nhãn giá phải trả. Nhưng, đương thời giây phút, hắn cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Ánh sao thiên lộ sụp đổ, để cho được Chu Võ Hoàng và Vũ Hoàng cổ đế, từ không trung rơi xuống. Chu Võ Hoàng sắc mặt trầm xuống, thân hình còn không ổn định. Nhưng gặp Diệp Thần đã khua kiếm chém ra. Một kiếm này, bình tĩnh, trầm ổn, lãnh đạm, thật giống như không có gì ác liệt mũi nhọn khí tượng, nhưng lại thấm ra một cổ chém ngược thiên địa thời không, tan biến hết thảy chân lý phép tắc khí tức kinh khủng. Là chỉ nước một kiếm. Nếu như nói thiên đấu đại đồ kiếm, còn ở đại lộ phép tắc trong phạm vi, còn có thể dùng lẽ thường đi hiểu, vậy chỉ nước một kiếm, chính là không nói phải trái, nghịch chuyển hết thảy thực tế suy luận. Chém ngược thiên địa vạn vật, có thể để cho con kiến hôi chu diệt thiên thần, cường đại đến không nói suy luận bước. Thằng nhóc, người điên rồi. Chu Võ Hoàng tại chỗ chấn động chỉ, mạnh mẽ như vậy một kiếm, Diệp Thần thi triển giá phải trả, cũng là cực kỳ to lớn, sẽ tổn thương võ đạo căn cơ, nếu như thường xuyên sử dụng, thậm chí có thể mài mòn mà chết. Nhưng, vì nghịch giết Chu Võ Hoàng, Diệp Thần hiển nhiên là không để ý giá cao. Ở thực tế phép tắc hạn chế hạ. Chu Võ Hoàng tối đa phát huy ra thần đạo cảnh tầng thứ 2 thực lực, điểm này tu vi, là tuyệt đối không ngăn được chỉ thủy kiếm đạo. Thiên bia, bảo vệ. Chu Võ Hoàng dưới sự kinh hoàng, vội vàng thúc giục thiên bia, ngăn cản Diệp Thần một kiếm. Hắn phản ứng thật nhanh, linh khí điên cuồng bơm vào đến thiên bia phía trên, ở thiên bia trên hiển hóa ra đế hoàng tròm sao đồ đằng khí tượng. Keng! Diệp Thần một kiếm chém chết tới, chém ở thiên bia phía trên. Tại chỗ đem thiên bia chém xuống tới. Chu Võ Hoàng trong miệng hộc máu, vậy bị to lớn chấn động. Nhưng thật may có thiên bia ngăn cản, hắn cuối cùng là tiếp nhận Diệp Thần một kiếm. Người điên, người điên. Chờ ngươi bước lên không không lúc nào không, ta liền sẽ xem giết chết một con kiến hôi như nhau giết chết ngươi. Cho dù ngươi ở thế giới hiện thật vô địch, nhưng, ở không không lúc nào không, ngươi chính là phế vật. Ngươi vĩnh viễn không biết thần và phàm nhân khác biệt. Ngươi hết thảy, huyết mạch ngươi, phụ nữ của ngươi,
ta cũng sẽ chiếm có. Chu Võ Hoàng cắn răng nghiến lợi, như chim sợ ná vậy, vội vàng mang Vũ Hoàng Cổ Đế trốn chạy. Diệp Thần muốn truy kích, nhưng cả người đau đau dữ dội, chống đỡ kiếm đứng, cơ hồ muốn rơi xuống, ho khan kịch liệt trước, thậm chí ho ra máu tươi. Vậy thiên bia, đánh mất ở chân hắn bên. Nhìn thiên bia, Diệp Thần miễn cưỡng coi như là lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm diễn cảm. Diệp Thần, không có sao chứ. Ngụy Dĩnh vội vàng đi tới, đỡ ở Diệp Thần. Thân Đồ Uyển Nhi vậy khôi phục nguyên thân, tới đây đỡ Diệp Thần, nói, Diệp Thần, người sắc mặt thật là tệ, nghỉ ngơi cho khỏe, đừng quá kích động, chàng này quyết chiến, là chúng ta thắng. Tuy nói Vũ Hoàng Cổ Đế không có chết, nhưng người bị thương nặng, bị Chu Võ Hoàng mang đi, Vạn Khư Quần Long không đầu, đã chưa đủ làm mắc. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Từng cái Vạn Khư Thần Điện các võ giả, trợn mắt hốc mồm, thất hồn lạc phách, bỏ lại binh khí trong tay, hoàn toàn mất đi chiến ý. Diệp Thần mới vừa lấy tư thế vô địch, nghiền ép Vũ Hoàng Cổ Đế, nếu như không phải là Chu Võ Hoàng hạ xuống, Vũ Hoàng Cổ Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chàng này quyết chiến, tự nhiên cũng là Diệp Thần thắng, thiên bia vậy rơi vào Diệp Thần trong tay. Đáng tiếc vẫn bị Vũ Hoàng Cổ Đế chạy. Diệp Thần khẽ cắn răng. Trong lòng căm hận không dứt, hắn là muốn hoàn toàn tiêu diệt Vũ Hoàng Cổ Đế. Thân Đồ Uyển Nhi thở dài nói, Vũ Hoàng Cổ Đế là đại khí vận người, ngày hôm nay hắn khí số chưa hết, cũng là chuyện đương nhiên. Ngụy Dĩnh nói, thật may chúng ta lấy được rồi thiên bia, cuối cùng không thua thiệt. Diệp Thần gật đầu một cái, trong đầu nghĩ cũng vậy. Đạo Đức Thiên Tôn đã chết, hắn lấy về mồi lửa. Hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế bại trốn, hắn lấy về thiên bia. Cái này hai cái trọng yếu nhất kẻ địch, cũng coi như là giải quyết hết, vậy từ nay về sau, Diệp Thần ở thế giới hiện thật, có thể nói là vô địch tồn tại, hắn sẽ là cái thế giới này bá chủ. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, thấy Luân Hồi Trận Doanh và Vạn Khư Trận Doanh, tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở trên người hắn. Hắn muốn nói gì, nhưng kịch chiến sau này, thân thể mệt mỏi được lợi hại, đầu choáng váng chầm chầm, cuối cùng, Diệp Thần cũng không nói gì. Liền té xỉu ở Ngụy Dĩnh trong ngực. Luân Hồi Trận Doanh cùng Vạn Khư quyết chiến, ngày hôm nay có kết quả, toàn bộ thế giới hiện thật, cũng hơi khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần cường hãn như vậy, cho dù là đối mặt Dạ Hàn và Vũ Hoàng Cổ Đế liên thủ, hắn cũng có thể lấy vô địch tư thái, nghiền ép toàn trường. Nếu như không phải là bởi vì cuối cùng, lớn Chu gia tộc nhúng tay, có thể Vũ Hoàng Cổ Đế thật lại phải chết. Bất quá! Bây giờ Vũ Hoàng Cổ Đế, cùng chết liền vậy không khác biệt. Chí ít từ nay về sau, thế giới hiện thật, đều sẽ không lại còn Vũ Hoàng Cổ Đế tồn tại. Vũ Hoàng Cổ Đế tín đồ, Vạn Khư Thần Điện các võ giả, có một số người là Vũ Hoàng Cổ Đế tuấn đạo, tự bạo mà chết, càng nhiều người hơn, là quỳ xuống đất quy thuận Luân Hồi Trận Doanh, hy vọng lấy được mạng sống cơ hội. Diệp Thần vẫn còn đang hôn mê bên trong, tự nhiên không biết ngoại giới thay đổi. Hắn lần này giá quá lớn, hoàn toàn vượt qua mình cực hạn. Ngụy Dĩnh, Thân Đồ Uyển Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Huyết Long cùng Luân Hồi Trận Doanh nhân vật trọng yếu, mấy ngày nay đều đang bận rộn xử lý hậu sự. Nếu như là thành tâm quy thuận Luân Hồi người, bọn họ vậy nguyện ý tiếp nhận, nếu như là tâm hoài bất quý người, vậy liền trực tiếp chu diệt. Thế giới hiện thật các nơi, cũng thụ đứng lên Diệp Thần pho tượng, Luân Hồi trở thành thế gian duy nhất tín ngưỡng. Hôn mê Diệp Thần, cảm thấy bốn phương tám hướng, có từng cơn tín ngưỡng lực họp lại, để cho hắn có dũng khí ngâm ở noãn cảm giác trong nước, rất là thoải mái. Không không lúc nào không bên trong, cũng có kinh thiên thay đổi. Diệp Thần thành người thắng, nhưng Luân Hồi Trận Doanh khí vận nội tình, cũng không có vì vậy tăng lên. Bởi vì Diệp Thần ra ra Diệp Tà Thần, xảy ra chuyện. Diệp Tà Thần đem lực lượng cho mượn Diệp Thần, tự thân hy sinh. Đưa đến tương lai thân rơi vào ngủ say. Hắn nhưng mà ngoại thần thiên tôn, hắn rơi vào ngủ say, để cho được Luân Hồi Trận Doanh khí vận nội tình, xuất hiện tổn thất to lớn. Ngoại thần liên minh rất nhiều cao tầng, đã quyết định tước đoạt Diệp Tà Thần thiên tôn vị, đề cử Hồng Quân lão tổ là mới thiên tôn nắm giữ. Một tràng kịch liệt gió bão, đang không không lúc nào không trung nổi lên. Đối với hết thảy các thứ này, Nhâm Phi Phàm vậy rất khó ngăn cản. Dẫu sao ngoại thần bên trong, cường đại nhất người, thật ra thì cũng không phải là Diệp Tà Thần, mà là Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ muốn làm ngoại thần thiên tôn, không
không người có thể ngăn cản. Nhâm Phi Phàm chỉ có thể trông đợi, Diệp Thần nhanh lên một chút tới không không lúc nào không. Chỉ cần Diệp Thần đi tới không không lúc nào không, không cần hắn làm gì, chỉ cần hắn tồn tại, là có thể là toàn bộ luân hồi trận doanh, cung cấp khí vận tăng thêm, cung cấp một cái tinh thần đồ đằng. Diệp Thần không biết mình hôn mê bao lâu, làm hắn mơ mơ màng màng, từ trong ngủ mê tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở Ngạo Thế Thiên Cung trong một cái phòng. Ngươi tỉnh. Một đạo rất giọng nữ trong trẻo, truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần cảm thấy lỗ mũi có chút ngứa ngáy, nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy một cái rất thanh tú cô gái, ngồi ở mép giường. Phụ nữ kia lại dài ba cái lông xù cái đuôi, đang dùng một cái đuôi khiêu khích mặt hắn. Chính là Tam Vĩ Phong Gian Mộng. Diệp Thần gặp Phong Gian Mộng, lại có thể ngồi ở trên giường mình, trong lòng lấy làm kinh hãi, nhìn xem mình quần áo, lại nhìn xem nàng quần áo, đều là hoàn hảo không hao tổn hình dáng, lúc này mới thoáng an thần, lại là tò mò, hỏi. Phong Gian Mộng, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn úy bầu trời màu lam, dòm ngó gặp đủ loại thiên cơ, biết đại khái mình hôn mê cũng có 7-8 ngày, chuyện của ngoại giới, đã bước đầu bình định, luân hồi trận doanh độc bá thiên hạ, Vạn Khư và Tím Hoàng Tiên Cung, đều là đã quy thuận. Nhưng Tam Vĩ Phong Gian Mộng, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, Diệp Thần nhưng không nhìn thấu. Là Nhâm Phi Phàm kêu ta tới. Phong Gian Mộng nhàn nhạt cười một tiếng nói, còn ở dùng cái đuôi khiêu khích Diệp Thần lỗ mũi, một bộ có nhiều thú vị hình dáng. Diệp Thần đẩy ra tay nàng, nhướng mày một cái, nói, là Nhâm tiền bối kêu ngươi tới. Phong Gian Mộng nói, đúng vậy, Thiên Quân Phong Thần Bia không có, Nhâm Phi Phàm rất khó liên lạc đến ngươi, liền kêu ta hỗ trợ liên lạc, hắn kêu ngươi nhanh chóng phi thăng đi không không lúc nào không. Diệp Thần tinh thần có chút hoảng hốt, nhớ tới cùng Vũ Hoàng Cổ Đế quyết chiến, hắn tuy thắng, nhưng giá phải trả vậy là đặc biệt to lớn, Thiên Quân Phong Thần Bia và Thanh Liên Phân Thân, đang chiến đấu đều là vẫn diệt. Thanh Liên Phân Thân còn có đúc lại có thể, thế nhưng Thiên Quân Phong Thần Bia, là hoàn toàn nổ bể, Diệp Thần tổn thất to lớn. Không có Thiên Quân Phong Thần Bia, hắn và Nhâm Phi Phàm liên lạc, cũng đổi được khó khăn. Nhâm tiền bối thúc giục ta phi thăng sao? Diệp Thần vẫn có chút mờ mịt hình dáng, dẫu sao mới vừa từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Phong Gian Mộng nói, đúng vậy, ra ra ngươi rơi vào ngủ say, Nhâm Phi Phàm kêu ngươi đi nhanh không không lúc nào không, đi Thượng Hoàng Thiên Cung, thức tỉnh ra ra ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, cũng nhớ tới ra ra ở trước khi chết, đã từng nói, kêu hắn đi Thượng Hoàng Thiên Cung một chuyến. Lần này và Vạn Khư quyết chiến, Diệp Thần giá phải trả to lớn, liền ra ra Diệp Tà Thần cũng hy sinh. Thật may ra ra có tương lai thân, bản thể đã sớm cùng tương lai thân hòa làm một thể, chỉ cần tương lai thân không chết, hắn liền sẽ không thật chết đi. Nhưng, bản thể tử vong, vẫn là để cho hắn tương lai thân, gặp nghiêm trọng đánh vào, trước mắt đã rơi vào ngủ say, cần Diệp Thần đi thức tỉnh. Thượng Hoàng Thiên Cung sao? Đó là ra ra ta dưới quyền thế lực chứ? Diệp Thần hỏi. Phong Gian Mộng nói, đúng vậy, Thượng Hoàng Thiên Cung người, cầm ngươi làm hoàng đế, bàn về bối phận, ra ra ngươi chính là cao nhất hoàng, so Thái Thượng Hoàng còn muốn cao hơn đồng lứa, cho nên hắn đạo tràng, liền kêu Thượng Hoàng Thiên Cung. Vậy Thượng Hoàng Thiên Cung tọa độ, đặc biệt bí mật, thậm chí liền Nhâm Phi Phàm cũng không biết. Ra ra ngươi tận lực ẩn núp, là sợ ngoại thần liên minh có lòng người, sẽ đối với hắn bất lợi, dẫu sao hắn cái này ngoại thần thiên tôn, cũng không phải là thực lực mạnh nhất, chỉ là khí vận nội tình thâm hậu nhất thôi, ở liên minh bên trong, hắn cũng không thể hoàn toàn phục chúng. Diệp Thần nói, ra ra ta liền Nhâm tiền bối cũng không có nói cho sao. Ngoại thần liên minh vậy là cái gì? Phong Gian Mộng nói, khẳng định không thể nói cho à, nếu là nói ra miệng, kích động thiên cơ, liền bị người khác phát hiện. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi và Gia Gia huyết mạch tương thông, chỉ cần ngươi một bước vào không không lúc nào không, là có thể bắt được Thượng Hoàng Thiên Cung tọa độ. Còn như ngoại thần liên minh, đó chính là phi thăng nhập không không thời không người, tạo thành liên minh. Không không lúc nào không có cổ thần, ma thần, tán thần, ngoại thần khác biệt, từ ngoại giới phi thăng người, đều là ngoại thần. Tuyệt đại đa số ngoại thần, cũng đến từ lần thế giới và hoang thế giới, đến từ thế giới hiện thật ngoại thần. Đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Hồng Quân và Võ Tổ các người. Bởi vì không không quy luật, đối các người thế giới hiện thật người mà nói,
thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi một ít, cho nên có thể lĩnh ngộ phi thăng người, cơ hồ không có, trước mặt nhiều năm như vậy, liền sản sinh ra mấy cái. Diệp Thần trong lòng tràn đầy nghi vấn, nói, lần thế giới và hoang thế giới vậy là cái gì? Phong Gian Mộng hì hì cười một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, nói, muốn biết à? Ta có thể nói cho ngươi một ít không không thời không bí mật, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, làm ta hải đăng. Diệp Thần nói, ngươi nhớ không quên, còn muốn để cho ta làm ngươi hải đăng, ngươi gặp qua Nhâm tiền bối liền chứ? Làm sao không tìm hắn? Phong Gian Mộng bĩu môi, nói ta ghét hắn mùi trên người, mang theo một cổ rất cao lạnh sát khí, thật ra thì người đàn ông mùi vị, ta đều không thích. Nhưng, mùi của ngươi, chỉ để cho ta không ghét, cho nên ta quyết định, ngươi cho ta hải đăng đi. Diệp Thần cười khổ một tí, không nghĩ tới Phong Gian Mộng ánh mắt như thế cao, liền Nhâm Phi Phàm mùi vị cũng ghét, chỉ nhận định hắn. Hắn trong lòng suy nghĩ kỹ một chút, cùng Vạn Khư quyết chiến, đã kết thúc, coi như cùng Phong Gian Mộng thành lập nhân quả, cũng không cần sợ ảnh hưởng cái gì. Phong Gian Mộng dẫu sao là đuôi thú, cùng nàng kết cái thiện duyên mà nói, sau này ở không không lúc nào không, làm việc vậy thuận lợi. Được rồi, ta liền làm ngươi hải đăng. Diệp Thần nhún vai một cái, gật đầu đáp ứng. Phong Gian Mộng nghe được Diệp Thần chịu đáp ứng, đầu tiên là sửng sốt một tí, rồi sau đó mừng rỡ nói, được, ngươi rốt cuộc đáp ứng, tay lấy ra. Diệp Thần nói, làm gì? Phong Gian Mộng nói, tay ngươi lấy ra. Diệp Thần trong lòng hồ nghi, liền đem tay trái đưa ra ngoài. Phong Gian Mộng bắt hắn lại tay, đột nhiên vén lên ống tay áo của hắn, cúi đầu lộ ra hai dãy hàm răng trắng noãn, hung hăng đi cổ tay hắn táp tới. Cái này một tí nổi lên biến cố, Diệp Thần chút nào không phòng bị, liền giác cổ tay đau nhức, đã bị Phong Gian Mộng cắn một cái, máu tươi đầm đìa. Ai yêu, ngươi làm gì? Diệp Thần tức giận, không nghĩ tới Phong Gian Mộng đột nhiên cắn người, hơn nữa hắn cảm giác được, nàng vận dụng nhân quả luật lực lượng, coi như hắn vết thương cổ tay hết bệnh, sau này cũng sẽ lưu lại một đạo khó mà xóa nhòa vết sẹo. Phong Gian Mộng hì hì cười nói, cho ngươi xây cái trường đi, từ nay về sau, ngươi chính là người ta, có người khi dễ ngươi đâu, ngươi liền báo ta tên chữ. Diệp Thần vừa bực mình vừa buồn cười, nói, ngươi cái này người điên. Phong Gian Mộng vỗ vỗ tay, rất là hài lòng hình dáng, nói tốt lắm, hiện tại chúng ta coi như là đồng minh, ta có thể nói cho ngươi một ít, liên quan tới không không thời không bí mật. Nàng cởi xuống mình giày, ngồi xếp bằng đến trên giường tới, một bộ tự nhiên hào phóng hình dáng, vậy không quan tâm trai gái khác biệt, nâng cằm trầm ngâm một hồi, thật giống như đang sửa sang lời nói, cuối cùng là chậm rãi mở miệng nói. Cái này không không lúc nào không mà, đại khái có thể phân chia thành ba cái thế giới, chính là chủ thế giới, lần thế giới, hoang thế giới. Trong đó, chủ thế giới là không không thời không hạch tâm, có dư thừa nhất thiên địa linh khí, hoàn thiện nhất đại lộ quy luật, nhiều nhất cơ duyên và thiên tài địa bảo tài nguyên, chỉ có ở chủ thế giới tu luyện, mới được chân chính tiến bộ. Cái gọi là chủ thế giới, là cổ thần thời đại, vô số các cổ thần, ý nghĩ mở ra đi ra ngoài thế giới, khi đó thiên địa quy luật vững chắc, mở ra ra thế giới, quy tắc vậy tương đối hoàn thiện. Lần thế giới nói, là mạt pháp thời đại sau khi kết thúc, lục tục diễn sanh mở ra đi ra ngoài thế giới, đại lộ quy tắc lực lượng, thiên địa linh khí độ dày, đều không thể cùng chủ thế giới so sánh. Còn như hoang thế giới, vậy thì càng không thể so sánh với, hoang thế giới là thần minh sau khi chết đi, hài cốt hình thành thế giới, bình thường mang theo kéo ra mảng lớn hoang không, đừng nói tu luyện, liền sinh tồn cũng khó khăn. So với chủ thế giới mà nói, lần thế giới và hoang thế giới, đều là thuộc về hạ giới, là hạ vị diện. Người ở bên trong muốn đi vào chủ thế giới, cần và thế giới hiện thật người như nhau, độ kiếp lên trời, đặc biệt khó khăn. Nhưng so với thế giới hiện thật người mà nói, lần thế giới và hoang thế giới, phi thăng là dễ dàng hơn, dẫu sao cái này hai cái thế giới, coi như là chủ thế giới phái sinh, bản thân chính là một khối, quy luật tương thông. Nhưng thế giới hiện thật quy luật, là hoàn toàn bất đồng, phi thăng gian nan nhất. Diệp Thần gật đầu một cái, thế giới hiện thật quy luật. Là trầm ổn xác thật, nhưng không không thời không quy luật, tràn đầy thiên mã hành không ảo tưởng, còn có đủ loại thần bí khó lường nhân quả luật, thời gian tuyến bí ẩn vân. Vân, đích xác là khác hẳn không cùng. Bởi vì khác biệt quá lớn, cho nên phi thăng vậy phá lệ khó khăn, ở Diệp Thần cái thời đại này trước, cũng chỉ sản sinh ra Hồng Quân và Võ Tổ hai cái người phi thăng.
Ma nữ các người miễn cưỡng vậy coi là, nhưng đó là bị đại lộ cảm cho đòi đi, không phải dựa vào thực lực mình phi thăng. Cái gì đó cổ tinh môn, tử thần giáo đoàn, phong gian gia tộc, đà đế thiên tông, còn có ta luân hồi trận doanh vạn hỏa giới, Phật tổ thiện vậy vườn, đều ở đây chủ thế giới sao? Diệp thần hỏi. Phong gian mộng nói, dĩ nhiên, chủ thế giới thật rất lớn, không biết có nhiều ít hàng tỷ cái thời không thế giới, coi như là thiên đế cấp 9, đều không thể thăm dò hầu như không còn, không có tọa độ cụ thể và đủ đầu mối nói, thiên đế chủ thần đều không cách nào suy tính đến một cái thời không chỗ, bởi vì chủ thế giới thực sự quá lớn. Dĩ nhiên, lần thế giới và hoang thế giới, vậy thật rất lớn, lớn đến đã vượt ra khỏi tính toán ý nghĩa, người cầm không không lúc nào không, làm vô cùng lớn thế giới là được. Diệp thần gật đầu một cái, nói, vậy ta phải thế nào phi thăng đi chủ thế giới? Vượt biên đi không, ta không hề muốn trộm độ. Vượt biên đi không không thời không nói, Diệp thần thì sẽ không có chút nào tiến bộ, vậy không cách nào có được đại lộ ban phúc, không cách nào nắm giữ ảo tưởng quy luật và nhân quả luật bí ẩn. Ảo tưởng quy luật và nhân quả luật là không không lúc nào không cường giả phương pháp cơ bản. Nếu như liền cái loại này phương pháp cơ bản đều không thể nắm giữ, vậy cũng chỉ có mặc cho người khi dễ, mặc cho người làm thịt kết quả. Diệp thần muốn phải nắm giữ ảo tưởng quy luật và nhân quả luật thủ đoạn, vậy phải là đường đường tránh tránh phi thăng, mới được đại lộ ban phúc. Nhưng, muốn phi thăng mà nói, ít nhất phải có tiên đế đỉnh cấp thực lực. Diệp thần chỉ là vô lượng cảnh tầng thứ hai, khoảng cách tiên đế đỉnh cấp còn đặc biệt xa xôi. Phong gian mộng nói, Nhâm Phi Phàm nói không cần vượt biên, hắn có một cái biện pháp, có thể để cho ngươi đường đường tránh tránh phi thăng, nhưng cần ngươi nắm trong tay trước thiên bia, 10 khối luân hồi huyền bia liên hiệp, để cho luân hồi huyết mạch khôi phục nguyên vẹn nói sau. Nói xong, phong gian mộng cầm ra một khối cổ xưa bia đá, phía trên chạm trổ một cái chữ thiên, chính là thiên bia không sai. Ngươi thật đúng là ngoại hạng, lại có thể từ Chu Võ Hoàng trong tay, đem thiên bia đoạt lại. Phong gian mộng đem thiên bia giao đến Diệp thần trong tay, một bên chặc chặc lấy làm kỳ, khen ngợi không dứt, ánh mắt lại mang một chút không biết là thưởng thức vẫn là sùng bái thần sắc. Chu Võ Hoàng là đại Chu gia tộc thiên tài, được gọi là đế hoàng tròm sao cường lực nhất người thừa kế, bản thân lại từng là thiên đế, nội tình thâm hậu. Diệp thần có thể lấy chỉ thủy kiếm đạo, đem thiên bia tranh đoạt trở lại, có thể nói là kinh thiên cử chỉ. Diệp thần bàn tay vuốt ve thiên bia, cảm thụ thiên bia cổ xưa thê lương hơi thở lạnh như băng, lòng hắn thần có chút hoảng hốt. Cuối cùng một khối luân hồi huyền bia, rốt cục thì lấy tới tay. Nếu như có thể thuận lợi chấp trưởng mà nói, Diệp thần luân hồi huyết mạch, liền có thể khôi phục nguyên vẹn. Ta chấp trưởng thiên bia sau đó, Nhâm tiền bối có cái gì an bài? Diệp thần hỏi. Phong gian mộng nói, người trước có thể chấp trưởng nói sau, tốt nhất nhanh lên một chút, Thượng Hoàng Thiên Cung bên kia truyền tới tin tức. Nói nếu như trong một tháng, người vẫn không thể chạy tới, ra ra người rất khó lại tỉnh lại. Diệp thần trong lòng rét một cái, vậy mơ hồ cảm giác được, không không lúc nào không dòng nước ngầm trào đãng, luân hồi trận doanh lòng người bàng hoàng, cần hắn đi chấn giữ. Tốt lắm, ta không quấy rầy ngươi, ngươi nhanh lên một chút thử nghiệm luyện hóa thiên bia đi. Ta muốn mang Ngụy Dĩnh cô nương đi cắt thành, đại khái 3 ngày sau trở lại. Hy vọng 3 ngày sau. Ta có thể thấy ngươi đã có thể nắm trong tay thiên bia. Phong gian mộng vỗ vỗ tay, liền từ trên giường nhảy xuống, liền chuẩn bị đi. Diệp thần sửng sốt một chút, hỏi Cát Thành lại là địa phương nào. Phong gian mộng bừng tỉnh, nói, à, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi, Cát Thành là không không lúc nào không duy nhất khu an toàn, là đạo tông thiết lập địa phương, ở chủ thế giới nhất trung tâm. Ngụy Dĩnh cô nương đã là băng thần. Đại lộ cảm cho đòi lực hạ xuống, nàng mau không chịu nổi, lập tức phải phi thăng, ta dứt khoát mang nàng đi Cát Thành được. Nàng chấp trưởng băng thần quyền bính, đã gặp phải cổ tinh môn căm thù, Nhâm Phi Phàm phải chuẩn bị giúp ngươi phi thăng, là chiếu không lo được nàng, cho nên chỉ có thể trước đưa nàng đi khu an toàn. Cát Thành, chính là không không lúc nào không duy nhất khu an toàn. Diệp thần nghe được Ngụy Dĩnh chuẩn bị phải đi, cũng muốn xuống giường, nói ta đi và Ngụy Dĩnh nói tạm biệt. Phong gian mộng nhưng một cái đè lại hắn, nói, không cần, ngày sau phương dài, đừng để cho con cái tỉnh trường, ảnh hưởng ngươi đạo tâm, ngươi trước luyện hóa thiên bia nói sau. Yên tâm, ngươi là người ta, Ngụy Dĩnh cô nương cũng là người ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Nói xong lời cuối cùng,
Phong Gian Mộng hơi có chút dí dỏm chớp chớp mắt, vừa chỉ Diệp Thần trên cổ tay dấu răng vết thương, đó là nàng lưu lại dấu vết. Rồi sau đó, nàng cũng không cùng Diệp Thần kịp phản ứng, liền xoay người ra gian phòng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần liền nghe phía ngoài, truyền tới Ngụy Dĩnh giãy giụa thanh âm. Ngụy Dĩnh tựa hồ cũng muốn và Diệp Thần tạm biệt sau khi kết thúc lại đi không không lúc nào không, nhưng lại bị Phong Gian Mộng cưỡng ép lôi đi. Diệp Thần cười khổ một tí, sau đó nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, để cho mình tâm cảnh tỉnh táo lại. Việc cần kíp, luyện hóa thiên bia trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể nắm trong tay thiên bia, để cho luân hồi huyết mạch khôi phục nguyên vẹn, hắn là có thể phi thăng đi không không lúc nào không, đến lúc đó, liền có thể vào Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Diệp Lạc Nhi các nàng đoàn tụ. Diệp Thần bàn tay vuốt ve thiên bia, tinh thần thấm vào. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy, mình cả người, đều giống như bị kéo vào thiên bia nội bộ đặc thù không gian bên trong. Cái này phiến đặc thù không gian, trống rỗng, như u minh hư không, không hôm nay. Có một cái già nua thi thể, cả người bị xích sắt trói, treo ở trong hư không, nhưng là ngày xưa thiên bia bia linh, thiên tâm lão tổ. Diệp Thần đến gần đi qua, thấy thiên tâm lão tổ thi thể, khá để ý bên ngoài. Thiên tâm lão tổ trên mình, có rất nhiều ngọn lửa cháy dấu vết. Diệp Thần vừa thấy, cũng biết là mồi lửa cháy dấu vết. Thiên tâm lão tổ là bị đạo đức thiên tôn, dùng mồi lửa đốt chết. Nhưng lập tức liền đốt chết liền thiên tâm lão tổ, đạo đức thiên tôn vậy không có thể chân tránh nắm trong tay thiên bia. Cái này thiên bia, chân thực thái thần bí, quá khó khăn nắm trong tay. Diệp Thần nhớ, trước đây mỗi khối luân hồi huyền bia, đều có một cái người thủ bia. Muốn chân chính nắm trong tay luân hồi huyền bia mà nói, cần trước thông qua người thủ bia khảo nghiệm. Người thủ bia ở nơi nào? Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, ngắm nhìn bốn phía, nhưng cái này mảnh không gian, trừ thiên tâm lão tổ thi thể bên ngoài, lại cũng không thấy được những vật khác, không có một vật. Nhưng mà, làm Diệp Thần tiếng nói nhỏ sau khi rơi xuống, thật giống như có cái gì quy luật, bị xúc động. Không gian bắt đầu vặn vẹo không gian, cắn nuốt thiên tâm lão tổ thi thể, thậm chí muốn phải chiếm đoạt Diệp Thần. Mộ chủ chú ý. Vừa lúc đó, Diệp Thần nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra một hồi thanh âm quen thuộc, nhưng là Bắc Minh Thiên Đế thanh âm. Tiền bối, người thức tỉnh. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, liền thấy luân hồi mộ địa bên trong, hiển hóa ra Bắc Minh Thiên Đế bóng người, đối phương đã từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bắc Minh Thiên Đế ừ một tiếng, nói, xin lỗi, mộ chủ, bỏ lỡ ngươi và vạn khư quyết chiến, nếu như ta có thể trước thời hạn tỉnh lại nói, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Diệp Thần nói, không sao, chàng này quyết chiến, đã là ta thắng. Bắc Minh Thiên Đế nói, nhưng giá phải trả to lớn, không phải sao. Nghe Bắc Minh Thiên Đế mà nói, Diệp Thần cảm thấy ánh mắt có chút đau đớn, đan điền vậy mơ hồ cảm giác đau đớn, nhưng là thi triển quyết tử ma nhãn và chỉ thủy kiếm đạo mang tới tác dụng phụ. Những thứ này tác dụng phụ, muốn phải hoàn toàn khôi phục nói, cần không ngắn thời gian. Giá phải trả là không nhỏ, nhưng chí ít ta có thể chịu đựng. Diệp Thần cười một tiếng, sự chú ý trở lại thiên bia trên, phi thân né tránh vậy vặn vẹo không gian chiếm đoạt. Bắc Minh Thiên Đế nói, chú ý, mộ chủ, đây là một loại cổ xưa chiếm đoạt quy luật, rất là bá đạo, là thiên địa sức mạnh to lớn hiển hóa, ta Bắc Minh thôn thiên pháp, cũng là học hỏi này cùng chiếm đoạt quy luật, chế tạo ra. Diệp Thần khá để ý bên ngoài, nói, phải không? Vậy cổ xưa chiếm đoạt quy luật, hóa thành từng cái hắc động, ùng ùng vang dội, truyền ra vô cùng là kinh khủng chiếm đoạt hơi thở, phải đem Diệp Thần cả người cũng cắn nuốt hết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, không thể tránh né, gọi ra kinh cức phương tọa, bện ra một tầng bụi gai kết giới, rất miễn cưỡng ngăn trở hắc động kia chiếm đoạt. Ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi thực lực còn chưa đủ, ta khuyên ngươi rời đi, không muốn vọng tưởng chấp trưởng thiên bia. Vừa lúc đó, vậy từng cái hắc động sau lưng, truyền ra một giọng già nua. Cái này đạo thanh âm già nua, tựa như mang theo đại lộ lực, vừa truyền tới, liền bao phủ Diệp Thần toàn thân, thậm chí cắt đứt Diệp Thần và luân hồi mộ địa liên lạc. Ai? Người thủ bia? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Chỉ gặp một cái ông già, chống gậy, từ hắc ám trong hư không đi ra, lại là thiên tâm lão tổ. Thiên tâm lão tổ, là ngươi. Diệp Thần ánh mắt bộ dạng sợ hãi.
Vậy ông già nhưng cười nói, không phải, ta là người thủ bia, nhưng ta không có hình thể, ta chỉ là một luồng ý chí, mượn thiên tâm lão tổ thân thể. Ha ha, hy vọng không có hù được ngươi. Diệp thần gặp cái này thiên tâm lão tổ, lúc đầu chính là người thủ bia, nội tâm nhất thời bừng tỉnh, chấn định lại, cười nói, không, tiền bối, lúc đầu ngươi chính là người thủ bia, không biết ta muốn chấp trưởng thiên bia, cần phải đi qua cái gì khảo nghiệm. Hy vọng không nên quá khó khăn. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, muốn chấp trưởng luân hồi huyền bia, cần trước thông qua người thủ bia khảo nghiệm. Mà những cái kia khảo nghiệm, là gặp mạnh càng mạnh, người khiêu chiến thực lực càng cường đại, người thủ bia bố trí khảo nghiệm, vậy sẽ càng khó khăn. Người thủ bia nói, khảo nghiệm sao? À, ta còn chưa nghĩ ra. Thiên tâm lão tổ, vũ hoàng cổ đế, đạo đức thiên tôn, bọn họ cũng đã từng muốn chấp trưởng thiên bia, nhưng ta không phản ứng bọn họ. Bởi vì bọn họ, đều không tư cách làm thiên bia chủ nhân. Chỉ có người cái này luân hồi chi chủ, mới có chấp trưởng thiên bia tư cách. Diệp thần nói, đa tạ tiền bối khen ngợi. Người thủ bia gật đầu một cái, nói còn như khảo nghiệm mà, ta xem thì không cần, đây là cuối cùng một khối luân hồi huyền bia, ta để cho ngươi chấp trưởng cũng không sao. Diệp thần ngẩn người, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, nói tiền bối, không cần khảo nghiệm, ngươi liền trực tiếp cầm thiên bia cho ta. Người thủ bia nói, đúng vậy, đây vốn chính là ngươi đồ, khảo nghiệm cái gì, thật ra thì chính là xem ngươi thực lực. Ngươi có thể nghiền ép vạn khư, đã không cần thi lại nghiệm cái gì, ngươi đều là mảnh tinh không này hạ, cường đại nhất bá chủ. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, đem ngươi tới muốn thiết lập luân hồi thiên đường, là cái như thế nào thế giới? Ngươi, dự định thành lập một cái như thế nào thế giới? Nghe được vấn đề này, Diệp thần tim kịch liệt co rút lại. Muốn thành lập một cái như thế nào thế giới? Cái vấn đề này, quá to lớn, là cuối cùng vấn đề. Một khi xuất hiện sai lầm, liền sẽ xem bây giờ tinh không bờ bên kia như vậy, rơi vào hắc ám cùng sụp đổ. Diệp thần trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Tiền bối, cái vấn đề này, ta có nghĩ tới, nhưng không có đi sâu vào ngẫm nghĩ. Bởi vì, ta tu vi còn chưa đủ. Muốn thành lập một cái như thế nào thế giới? Ta không biết, ta dù sao phải trước san bằng liền tất cả kẻ địch, mới có tư cách cân nhắc cái vấn đề này. Người thủ bia cười nói, vậy bây giờ thì sao? Ngươi đã là thế giới hiện thật, vĩ đại nhất, nhất vô địch tồn tại, ngươi là thiên hạ này bá chủ, ngươi dự định ở thế giới hiện thật, thành lập như thế nào trật tự? Diệp thần ngẩn ngơ, có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói, muốn thành lập như thế nào trật tự sao? Người thủ bia nói, ngươi làm cường đại nhất bá chủ. Sau đó tất cả người thần phục ngươi, tôn ti có thứ tự, ngươi quyền khuynh thiên hạ, những người khác chỉ có thể như con kiến hôi còn sống, ngươi muốn thiết lập, là thế giới như vậy sao? Diệp thần nói, không, như vậy quá cực đoan, thân là nam nhi, ta muốn làm, dĩ nhiên liền muốn làm đệ nhất thiên hạ. Ta làm bá chủ, ta cảm thấy cũng không sai. Nhưng, ta sẽ không như vậy cực đoan, để cho những người khác cũng như con kiến hôi heo chó. Chỉ cần chịu quy thuận ta. Ta có thể hứa hẹn vô hạn vinh hoa phú quý, tài nguyên là đầy đủ, đủ tất cả mọi người đều mới có thể diện sinh hoạt. Diệp thần trên đầu, không hề thiếu hoàng kim nguyên ngọc, hắn cũng có không không thời không mạng giao thiệp, có thể lấy được quá mức tài nguyên, có thể bảo đảm thế giới hiện thật mỗi một người, cũng có thể được vô hạn hưởng thụ. Chân chính tiên phúc vĩnh hưởng, thọ sánh cùng trời. Người thủ bia ha ha cười một tiếng, nói cái này tổng kết lại, chính là 8 chữ, thuận ta thì phát. Người nghịch ta mất. Diệp thần nói, không như vậy khoa trương, coi như không chịu quy thuận ta, ta cũng không cưỡng cầu, chỉ cần hắn không làm ra chuyện không có tính người. Người thủ bia nói, vậy quy thuận ngươi, đều có vinh hoa phú quý sao? Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như tài nguyên không đủ phân đâu? Nhất định phải có người bị nghèo bị khó khăn đâu? Ngươi phải đi cướp đoạt tầng dưới chót, tới cấp dưỡng các ngươi những thứ này tầng trên sao? Những cái kia không chịu quy thuận ngươi, thậm chí phản kháng ngươi, ngươi muốn toàn bộ giết sạch sao? Bỏ mặc trai gái già trẻ. Diệp thần trầm mặc, ngưng thần suy tư, nhưng thủy chung không cách nào nghĩ đến một cái hoàn mỹ trật tự, liền thở dài nói. Ta không biết, có hay không một loại có thể, tiền bối, chính là cái này thế gian, thật ra thì chưa hoàn toàn trật tự. Người thủ bia ha ha cười một tiếng, nói ta cũng không biết, thật ra thì luân hồi huyền bia, thậm chí còn chúng ta những thứ này người thủ bia. Đều là từ cuối cùng đại lộ chân lý,
đản sanh ra đồ. Chí cao đại lộ, ta không biết ngài có hay không ý thức của chính mình, nhưng ta có thể cảm giác được, ngài cũng ở đây thăm dò một cái hoàn mỹ trật tự. Trước mắt cái này thế gian, trật tự là có vấn đề, thiên địa vạn vật phải chịu đựng luân hồi khổ sở. Thiên địa vạn vật từ ra đời bắt đầu, thì có diệt vong ngày hôm đó, sau đó sẽ từ người chết thi hài bên trong, sản sinh ra đồ mới, tạo thành luân hồi. Cái này luân hồi trật tự, nhưng thật ra là thống khổ, nơi có sinh linh cũng sợ tử vong, cho dù là vĩnh sinh người, tuổi thọ vô tận, cũng sợ năm tháng mài mòn, vậy sợ sẽ bị ngoại lực giết chết. Nhưng nếu như không có luân hồi mà nói, nơi có sinh linh đều sẽ không chết đi, vậy thế giới là được một cái đầm nước đọng, sẽ không có đồ mới sản sinh ra tới, cuối cùng cũng sẽ ở một ngạt cùng mục nát bên trong đi về phía hủy diệt. Ta nghĩ, đại lộ lựa chọn ngươi, thật ra thì chính là muốn để cho ngươi, thăm dò ra chân chính hoàn mỹ trật tự, coi như không thể hoàn mỹ, ít nhất cũng phải ở sống hay chết tới giữa, đạt được một cái thăng bằng. Diệp thần nghe xong người thủ bia một phen, có chút hoảng hốt cùng mê mang. Luân hồi quy luật, là thế gian thống khổ căn nguyên, là sanh lão bệnh tử, là năm tháng mài mòn, ngày tinh xa vào thống khổ căn nguyên, nhưng cũng là sinh mạng mới ra đời, thế giới giữ sức sống cùng phồn vinh quy luật ngọn nguồn. Không nghi ngờ chút nào, luân hồi quy luật là không hoàn mỹ. Cái gì là hoàn mỹ quy luật, hoàn mỹ trật tự, hoàn mỹ thế giới, Diệp thần không biết, có lẽ căn bản lại không tồn tại. Người thủ bia thấy Diệp thần mê mang hình dáng, hí mắt cười nói, tốt lắm, ngươi tu vi còn chưa đủ, những thứ này cuối cùng vấn đề, đúng là tạm thời không cần cân nhắc. Muốn được quá nhiều, ngược lại có thể ảnh hưởng đạo tâm, tẩu hỏa nhập ma. Ngươi phải làm, chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng tăng lên mình thực lực, đem tất cả kẻ địch, toàn bộ xúc diệt. Làm ngươi chân chính rửa sạch thiên hạ, ta muốn đến lúc đó, ngươi sẽ biết, hoàn mỹ trật tự, cuối cùng thế giới, rốt cuộc là cái gì? Diệp thần ánh mắt khôi phục trầm tĩnh, nói ưng. Người thủ bia cười nói, tốt lắm, thiên bia ta liền giao cho ngươi chấp trưởng, ngươi luân hồi huyết mạch, có thể khôi phục hoàn chỉnh. Huyết mạch là bên trong ở đồ, thật ra thì còn có một cái bên ngoài nguyên thể, liền kêu luân hồi nguyên thể, lấy chiến đấu giết hại sở trường. Nội ngoại kiêm tu, mới thật sự là đại lộ viên mãn. Ngươi cầm 10 khối luân hồi huyền bia, hòa làm một thể, 10 hợp nhất. Liền có thể hội tụ thành luân hồi nguyên thể, nhưng cái này cũng không dễ dàng, hy vọng ngươi có thể làm được. Luân hồi huyết mạch là nghịch thiên tồn tại, nhưng luân hồi nguyên thể, không nghịch thiên, chỉ thuận lòng trời, thuận theo thiên đạo chí lý, mượn đại lộ lực, dung nhập vào thân thể bên trong, có thể chui luyện ra nhất là vô địch luân hồi nguyên thể, đủ để cái tay khoác thiên nghiêng. Ta có thể nói cho ngươi, chỉ có bao nhiêu thôi. Luân hồi quy luật, là thế gian nhất làm gốc nguyên. Nhất là thâm ảo quy luật, hàm chứa cuối cùng đạo lý, ta cũng không có thể hoàn toàn dòm ngó gặp. Ngươi muốn chân chánh nắm giữ, còn cần nhiều hơn tu luyện, nhiều hơn cảm ngộ. Diệp thần nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hắn lúc này mới biết, lúc đầu trừ luân hồi huyết mạch bên ngoài, còn có một cái luân hồi nguyên thể tồn tại, là siêu phàm vô địch thể chất, cùng luân hồi huyết mạch đối ứng. Luân hồi huyết mạch chủ nội, luân hồi nguyên thể chủ ngoại. Nội ngoại kiêm tu, có thể chứng đại lộ. Mà muốn tu luyện ra luân hồi nguyên thể, cần đem 10 khối luân hồi huyền bia, toàn bộ dung hợp. Người thủ bia lại nói, đúng rồi, chú ý người ngu. Bất thình lình cảnh cáo, để cho Diệp thần sửng sốt một tí, hỏi cái gì người ngu. Người thủ bia trên mặt lộ ra một chút vô cùng là ngưng trọng thần sắc, nói, người biết 33 thiên thần thuật, xếp hạng thứ nhất tên gì sao? Diệp thần nói, không biết. Hắn biết thứ hai là đao kiếm thần quyết, thứ ba là thiên đấu đại đồ kiếm, nhưng đệ nhất thần thuật là cái gì, hắn còn chưa nghe nói qua, vậy không bắt được thiên cơ. Vậy xếp hạng thứ nhất thần thuật, rất ư thần bí, tựa hồ sau lưng lại có đặc biệt kinh khủng lớn nhân quả, Diệp thần đều không nghe Nhâm Phi Phàm, ra các người đề cập tới. Người thủ bia nói, cái này xếp hạng thứ nhất thần thuật, liền kêu người ngu, là một môn thần thông, cũng là một cái người. Diệp thần ngạc nhiên. Nói, xếp hạng thứ nhất thần thuật, liền kêu người ngu. Tốt tên kỳ cục, nếu là thần thông bí thuật, lại thế nào lại là một người? Người thủ bia ha ha cười một tiếng, nói, ngươi kinh khắc phương tọa, ngạo thế thiên cung, vừa là thần thuật, cũng là pháp bảo, thần thuật nếu có thể tạo hóa ra pháp bảo, làm sao lại không thể tạo người? Ngươi cũng sắp đi không không thời không,
đầu óc buông ra một ít, không nên bị thực tế điều điều khuông khuông ước thúc. Diệp Thần nư một tiếng, cũng biết không không lúc nào không, tràn đầy tất cả loại thiên mã hành không ảo tưởng, có rất nhiều là vượt qua thực tế phép tắc tồn tại. Ví dụ như cái này người ngu, vừa là thứ nhất thần thuật, lại là một người, thật sự là Diệp Thần không có nghĩ tới. Cái này người ngu, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần rất là tò mò, nếu người ngu có thể xếp hạng thứ nhất, sau lưng tất nhiên là có kinh thiên động địa nhân quả. Người thủ bia trên mặt phơi bày ra giữ kín như bưng diễn cảm, đang trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Cái gọi là người ngu, chính là một vị đại năng, ý nghĩ ra trung cực trật tự. Vị kia đại năng, ta không biết hắn là người nào, thế gian vậy không người biết, hắn có thể sáng tạo ra thứ nhất thần thuật, thực lực khẳng định sẽ không yếu hơn Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế, ta hoài nghi hắn là đạo tông sau lưng nắm giữ nhân vật. Diệp Thần cả kinh nói, đạo tông sau lưng nắm giữ. Đạo tông nhưng mà không không lúc nào không, thần bí nhất tông môn, không người biết lai lịch của nó, thậm chí liền Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế cũng không biết. Nếu như đạo tông sau lưng, thật tồn tại cái gì nắm giữ nhân vật, vậy hắn đích xác là có tư cách, sáng tạo ra vượt qua thiên đấu đại đồ kiếm, vượt qua đao kiếm thần quyết thứ nhất thần thuật. Người thủ bia nói, vị kia đại năng, ý nghĩ ra trung cực trật tự. Chính là cầm thế gian nơi có sinh linh, máu thịt linh hồn toàn bộ đúc nóng một thể, đúc nóng thành một người. Người này, chính là người ngu, là thế gian nơi có sinh linh dung hợp. Làm người ngu ra đời, ở giữa thiên địa, cũng chưa có người khác tồn tại, bởi vì tất cả mọi người đều dung hợp thành một thể. Người khác tức địa ngục, không có người khác tồn tại, cũng sẽ không lại có bất kỳ tranh đấu, bất công, giết hại, ở giữa thiên địa chỉ có vĩnh viễn yên lặng hòa bình và... Đây chính là vị kia đại năng, nơi ý nghĩ trung cực trật tự, thậm chí đến khi đó, liền trật tự cũng không tồn tại, bởi vì chỉ có một cái người, chỉ có người ngu tồn tại, còn cần gì trật tự. Vị kia đại năng thậm chí cảm thấy, liền tư tưởng đều là dư thừa, người tư tưởng, là hết thảy thống khổ căn nguyên, chỉ cần không có tư tưởng, cũng sẽ không có thống khổ. Cho nên, hắn ý nghĩ người ngu, là liền tư tưởng cũng không tồn tại, chỉ là một thuần túy người, là nơi có sinh linh dung hợp. Nghe được người thủ bia xiển thích, Diệp Thần hoàn toàn ngây dại. Cái này người ngu ý nghĩ, chân thực quá mức ly kỳ, quá mức kinh thế hãi tục, chỉ là nghe, liền để cho người cảm thấy da đầu tê dại. Đem nơi có sinh linh máu thịt linh hồn, toàn bộ đúc nóng một thể, dung hợp thành một cái người ngu, kia người ngu, thân thể sẽ có khổng lồ cỡ nào, lực lượng sẽ có đáng sợ dường nào, thật là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa như thế nhiều sinh linh, phải dùng như thế nào lực lượng, mới có thể toàn bộ đúc nóng một thể. Diệp Thần trước kia cảm thấy, Đế Thích Thiên muốn để tâm ma, thẩm phán thiên hạ, thành lập lý tưởng nước, cái này ý nghĩ đã quá cực đoan. Nhưng cùng cái này người ngu ý nghĩ so sánh, Đế Thích Thiên ý tưởng, vẫn là lộ vẻ được quá bảo thủ ôn hòa. Cái này người ngu ý nghĩ, dùng ngoại hạng hai chữ, đã không thể hình dung, Diệp Thần cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn rất muốn biết, vị kia ý nghĩ ra người ngu đại năng. Rốt cuộc trải qua thứ gì, mới biết sản sinh ra đáng sợ như vậy ý tưởng. Thật may cái này ý nghĩ, trước mắt còn không có thực hiện, vậy hoàn toàn không thấy được khả năng thực hiện, nếu không, ở giữa thiên địa, chỉ tồn tại một cái người ngu, những sinh linh khác hoàn toàn không tồn tại, vậy đích thực quá đáng sợ. Người thủ bia nói, thật ra thì coi như ở không không lúc nào không, người ngu ý nghĩ, cũng quá mức kinh người kinh hãi tục, là trước mắt nhất cực đoan ảo tưởng. Nhưng người phải biết, người điên nơi nào đều có, ở không không lúc nào không bên trong, cũng có không thiếu người ngu tín đồ, thậm chí còn có chút sắp tâm không thể dò được người, muốn mượn người ngu ý nghĩ, tới đạt thành mình dã tâm. Người có luân hồi huyết mạch, những cái kia người ngu tín đồ và các người dã tâm, hẳn cũng hận không có ăn ngươi, cầm ngươi máu thịt tới tạo hóa người ngu. Tóm lại, người cẩn thận một chút, nếu là đi đến không không lúc nào không, ta đề nghị ngươi đi trước Cát Thành ở một đoạn thời gian. Từ từ quen thuộc không không thời không quy luật. Cát Thành, là không không lúc nào không duy nhất khu an toàn, là tuyệt đối an toàn địa phương, chỉ cần vào ở, cũng không cần lo lắng sẽ có người thân nguy hiểm. Phong Gian Mộng mang Ngụy Dĩnh đi không không lúc nào không, cũng là tạm thời thu xếp đến cát trong thành. Hiện tại người thủ bia vậy đề nghị, Diệp Thần đi không không thời không nói, tốt nhất cũng là đi trước Cát Thành nghỉ ngơi, quen thuộc thiên cơ quy luật. Phong tục ân huệ sau đó, ra lại thành cũng không muộn. Dẫu sao Diệp Thần kẻ địch,
trừ trên mặt nổi Tử Thần Giáo Đoàn, Đà Đế Thiên Tông, Cổ Tinh Môn cùng ra, còn có núp trong bóng tối tồn tại, ví dụ như người thủ bia nói người ngu tín đồ, các người dã tâm. Bọn họ không hề cừu hận Diệp Thần, chỉ là tham đồ luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, muốn xẻ thịt Diệp Thần máu thịt. Ta biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Thần hướng người thủ bia cúi đầu một cái. Người thủ bia gật gật đầu nói, rất tốt, vậy chúc ngươi sớm ngày tu luyện ra luân hồi nguyên thể, chỉ có luân hồi huyết mạch là không đủ. Nhất định phải tu luyện ra luân hồi nguyên thể, nội ngoại kiêm tu, người mới có dòm ngó gặp chí cao đại đạo có thể. Diệp Thần nói, ừ. Chung quanh không gian bắt đầu vặn vẹo, Diệp Thần cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó cả người đều bị truyền đưa ra ngoài. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, thì phát hiện mình trở lại trong gian phòng, thiên bia đang trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, tản mát ra hòa hợp thần mang. Hít sâu một hơi, Diệp Thần cảm thấy mình cả người, đều cùng thiên bia hòa làm một thể. Cái này thiên bia, tựa như thành hắn thân thể khí quan một phần chia. Vù vù. Hắn luân hồi huyết mạch, khôi phục nguyên vẹn, một cái mới thần mạch, ra đời đi ra. Điều này mới thần mạch, xuất xứ từ thiên bia, có nghịch thiên giết hại uy năng, kỳ danh là thiên nghịch thần mạch. Điều này thiên nghịch thần mạch, hạch tâm tinh túy chính là một cái nghịch chữ, nghịch giết hết thảy, mơ hồ cùng chỉ thủy kiếm đạo nghịch chuyển đại lộ, có chút chỗ tương thông. Diệp Thần trong bụng bừng tỉnh, quả nhiên nguyên là tương thông, đại lộ cũng là tương thông. Ngày này nghịch thần mạch, nghịch sát khí tức càng bá đạo hơn, mãnh liệt, lâu dài, thâm hậu, nhất đỉnh cấp bùng nổ nói, so chỉ thủy kiếm đạo còn lợi hại hơn một chút, nhưng tầm thường chiến đấu sử dụng, có thể giữ khắc chế, sẽ không đả thương tổn tự thân căn cơ, thu thả tự nhiên. Không hổ là thiên bia, ẩn chứa thần mạch, quả nhiên là mạnh mẽ. Diệp Thần tâm tình một hồi kích động, điều này thiên nghịch thần mạch ra đời, để cho được hắn tu vi, vậy là theo chân đột nhiên tăng mạnh, từ vô lượng cảnh tầng thứ hai, một lần hành động đột phá đến tầng thứ ba đỉnh cấp. Vô lượng cảnh tầng thứ ba, đó chính là thiên ngoại phi tiên. Nếu như không phải là thực tế quy luật hạn chế nói, Diệp Thần có thể còn sẽ đột phá được càng nhiều. Rất tốt, ta lại đột phá, ta luân hồi huyết mạch, vậy rốt cuộc khôi phục nguyên vẹn, 10 con thần mạch đều có. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, thiên bia mang cho hắn đột phá tiến bộ, không nghi ngờ chút nào là to lớn. Bất quá cái này thiên bia, năng lượng nội tình chân thực quá thâm hậu, so với cái khác 9 khối luân hồi huyền bia, cộng lại đều mạnh hơn. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, tự nhiên vẫn không thể phát huy ra thiên bia toàn bộ uy lực, ví dụ như khảm nạm ở thiên bia phía trên thiên đế ra lệnh tinh, hắn lại không thể tháo xuống, cũng khó mà thúc giục. Bất quá, có thể thức tỉnh thiên nghịch thần mạch, tấn thăng đến vô lượng cảnh tầng thứ 3 đỉnh cấp, Diệp Thần đã là khá là hài lòng. Tiếp theo, đến lượt chuẩn bị đi không không thời không. Không biết nhâm tiền bối, có thủ đoạn gì, có thể để cho ta trực tiếp phi thăng. Diệp Thần lẩm bẩm, hắn không hề muốn trộm độ, bởi vì vượt biên không thể lấy được đại lộ ban phúc, không cách nào nắm giữ ảo tưởng quy luật và nhân quả luật bí ẩn. Nhất định phải đường đường tránh tránh phi thăng, mới có lấy được đại lộ ban phúc có thể. Nhưng Diệp Thần chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 3, còn chưa tới phi thăng thời điểm. Hắn rất muốn biết, nhâm phi phàm có biện pháp gì giải quyết. Phong Gian Mộng nói, muốn 3 ngày sau mới có thể trở về, mang cho Diệp Thần tin tức xác thực. Diệp Thần có chút mong đợi, cái này 3 ngày thời gian, hắn dự định thử nghiệm đem 10 khối luân hồi thiên bia, dung hợp lại, tu luyện ra luân hồi nguyên thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 480.